Xin chào các anh em kiến trúc sư và nội thất sư. Hiện tại thì chắc mọi người đang khá là rảnh rỗi trong thời gian này đúng không? Vậy thì hãy cùng mình nghiên cứu một series đèn đến từ châu Âu mà chắc là các bạn đã thấy đâu đó rất quen mặt nhưng lại không biết tên. Gợi ý một chút là series đèn này cũng vô cùng thích hợp với những bạn thích style đen trắng hoặc phong cách tối giản. Tên gọi của series đèn này là Cortaderas. Các bạn có thể thấy nó bao gồm có đèn tường, đèn trần, đèn thả. Đèn thả dạng 4 thì hay dùng ở phòng ăn, đèn thả tròn dạng 5 thì hay dùng ở phòng khách, đèn sàn và cả đèn bàn nữa. Điểm dễ nhận thấy nhất của series này là có bộ đèn toàn thân. Thứ hai là có phần chóa đèn, hay còn gọi là trao đèn, luôn có hình dạng lón như này. Thì đây là một cách khá là đơn giản để nhận diện cho một cái thương hiệu đèn đúng không? Mình đã tìm được một showroom tại Việt Nam chuyên phân phối hàng chính hãng của series đèn này với mức giá vô cùng ưu đãi cho kiến trúc sư trên hệ thống kiến trúc.com. Nếu như các bạn đã là kiến trúc sư trên hệ thống kiến trúc.com, chắc chắn là các bạn đã biết tính năng xem tính chiết khấu của mọi sản phẩm nội thất. Nên bạn có thể biết được cái mức giá nội thất tốt nhất cho mình rồi. Ok, chúng ta hãy cùng nhau xem khám phá từng sản phẩm trong series đèn Cortaderas. Các bạn nhớ like và để lại comment phía dưới để mình có động lực làm nguyên series này nhé. Sản phẩm thứ hai mà chúng ta sẽ review trong series đèn Cortaderas này là một cái đèn sàn. Thì khi bạn mua sản phẩm sẽ được về ship tới một cái bộ đèn như này. Thì Eclo là một thương hiệu của Áo, nhà máy sản xuất Trung Quốc và sản xuất với công nghệ tiêu chuẩn của châu Âu. Nhìn tổng thể dạng đèn sàn này thì ta có thể thấy rằng là cái loại này giống y hệt cái đèn bàn mà chúng ta đã từng review, chỉ khác rằng nó có hai bóng đối xứng nhau và có chiều cao đèn sẽ dài hơn khoảng tầm 1,5 m. Tuy nhiên thì cái hộp đèn này nó chỉ cao bằng một nửa người bình thường thôi, thì mình nghĩ rằng là cái thân đèn này nó sẽ chia làm đôi để tiện cho việc di chuyển và lắp ráp. Phần bên cạnh này là cái dòng đèn là Cortaderas, số hiệu là 97806. Phía dưới là cái bản vẽ kích thước về AutoCAD. Về kích thước đèn thì chiều cao là cao nhất là 1,45 m, còn đế đèn thì đường kính là 25 cm. Thì công tắc thì nó ở phần phía dưới này. Như vậy là mình sẽ phải tắt mở đèn bằng chân. Thì tí nữa mình sẽ làm thử cho các bạn xem cái cách thức tắt mở đèn nó như nào. Phần phía dưới chính là các cái thông số mà mình đã từng nhìn qua ở dạng đèn bàn. Thứ nhất là chỉ số lumen là 400, đèn ấm 3000, 43 mA, timeline là thời gian sử dụng đèn là tương đương với 25.000 giờ, start 0,5 tức là 0,5 giây sau bạn bật đèn đèn sẽ sáng. Chỉ số quan trọng nữa là chỉ số 15.000 lần, tức là cái thời gian công tắc bạn sẽ được dùng được công tắc ở sàn sẽ được 15.000 lần, góc nghiêng 30 độ, cái độ xoay của từng cái bóng đèn. Ok, mình sẽ bóc hộp xem sản phẩm bên trong ra sao. Thì như các bạn thấy đây là một cái dạng bóng đèn phía trên, thì tầm cao của nó khoảng 1,35 m. Bề rộng của phần chóa đèn này bằng đúng cái phần đèn bàn và có lớp mạ vàng công nghiệp bên trong. Cái phần khớp nối mình xoay thử sẽ cảm thấy rất là dễ dàng, rất là đơn giản nhưng mà không đến mức lỏng lẻo quá, xoay trên xoay dưới đó. Như vậy là cái bạn thấy tùy chỉnh trong quá trình sử dụng của mình. Tiếp theo là cái đèn phía dưới, thì cái đèn phía dưới này cũng giống y hệt cái đèn phía trên, bên trong có mạ một lớp vàng. Sờ cảm rất là thích. Mình sẽ thử mở xem cái bóng đèn này họ dùng như nào. Thì đây là cái đoạn đoạn đèn led gu 10. Thì đây là cái loại đèn mà nó sẽ tương đối khác so với những cái bóng đèn truyền thống. Nó sẽ tiết kiệm điện hơn. Phần này lắp vào đây. Chỉ cần nó hai ống tròn và mình xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Xoay một chút thôi, nó có thể lắp được ngay. Cái đặc thù của đèn gu 10 là cái phần tỷ lệ nhựa ở phần đuôi đèn rất là nhiều. Như vậy là trong quá trình mình lắp ráp mình sẽ rất là khó bị điện giật. Đây là cách mà mình bật mở cái đèn này bằng chân đây, để cái sàn ấn rất là thú vị. Như vậy thì mình xin kết thúc quá trình review sản phẩm cây đèn sàn Cortaderas. Nếu như các bạn có thích và quan tâm đến sản phẩm loại đèn này thì có thể kích vào link phía dưới để mua hàng với sản phẩm với giá tốt nhất và dành cho chiết khấu tốt nhất cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.